Làm việc tại Quảng Trị, các chuyên gia của Bộ Y tế cho rằng Quảng Trị vẫn còn cơ hội vàng để khống chế dịch COVID-19 và không thể bỏ lỡ. Quảng Trị gặp khó khăn về xét nghiệm thiết bị. Trưa 11 tháng 8, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Trị bàn phương án khống chế dịch bệnh COVID-19 đã và đang lây lan trong cộng đồng tại tỉnh này. Thay mặt Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Quảng Trị báo cáo với đoàn công tác, ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị, cho biết Quảng Trị đã ghi nhận 4 ca nhiễm, các bệnh nhân 749, 750, 832 và 833. Cả tỉnh có 135 người là F1 và 1.200 người là F2 và Quảng Trị đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ từ 19 giờ đêm 10.8. Chúng tôi thực sự khó khăn, đầu tiên là về xét nghiệm, khả năng xét nghiệm chưa đáp ứng được nhu cầu do chỉ có một hệ thống xét nghiệm PCR chỉ có thể thực hiện 270 mẫu một ngày, trong khi như Thứ trưởng Sơn đã nói muốn chiến thắng COVID-19 thì phải xét nghiệm, ông Hùng nói. Ngoài ra, ông Hùng cũng cho biết tỉnh đang thiếu rất nhiều phương tiện, hạ tầng thiết yếu chống dịch như xe 2 buồng cấp cứu, máy thở, phòng khám cách ly sàng lọc tại cửa khẩu, trung tâm hồi sức cấp cứu dành cho COVID-19 tại bệnh viện. Đặc biệt là các thiết bị chống dịch tối thiểu nếu dịch kéo dài cũng không đảm bảo. Vẫn còn cơ hội vàng để khống chế dịch cho Quảng Trị, Phó Giáo sư TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, cho rằng cả 4 ca bệnh của Quảng Trị may mắn là đang rõ ràng về nguồn lây nhiễm, chính vì thế Quảng Trị vẫn còn cơ hội vàng để khống chế dịch nên cần khẩn trương để không để vụt mất. Bởi khi chậm trễ, để dịch đi vào cộng đồng, để mất dấu nguồn lây thì cái giá phải trả rất đắt. Muốn tận dụng là phải truy vết F1, phải truy đi truy lại xem còn sót ai không. Cách ly bắt buộc F1 có thể là bệnh nhân tiềm tàng, cách ly tại nhà là không triệt để, cam kết đằng trời thì người ta vẫn có lúc lơ là. Vì thế cần thần tốc hơn nữa, Phó Giáo sư TS Dương thúc giục. Ông Dương cũng khuyến cáo phải tăng cường xét nghiệm trên diện rộng. Bởi câu thần chú chống dịch hiện nay vẫn là phát hiện, cách ly. Tôi đề nghị giám sát quyết liệt những người có triệu chứng, cứ sốt, ho, đau họng là phải tiến hành lấy mẫu, xét nghiệm PV. Bởi từ 5 đến 10% bệnh nặng mới lên bệnh viện thôi, nhẹ thì không biết được các xã phường, phòng khám, hiệu thuốc. Phải cùng phối hợp làm điều này, ông Dương nói, thành lập tổ giám sát COVID-19 trong cộng đồng. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết Bộ đánh giá cao sự chuẩn bị phản ứng nhanh của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Quảng Trị, đặc biệt là rất quyết liệt thực hiện chỉ thị 16, giãn cách xã hội cho TP Đông Hà từ ngày 10 tháng 8. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, đường vẫn đông, chợ vẫn đông. Một biện pháp chống dịch mà Thứ trưởng nhắc lại nhiều lần và cũng dẫn ví dụ ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi đã, đang thực hiện tốt là phải thành lập các tổ giám sát COVID-19 trong cộng đồng. Đó là thành lập nhóm 2 đến 3 người được giao phụ trách, bất kỳ ai tình nguyện đều có thể làm. Sau khi huấn luyện, khoảng 30 đến 50 hộ gia đình, hàng ngày đi từng ngõ, gõ từng nhà tuyên truyền thực hiện phòng chống dịch, yêu cầu người dân ở nhà cô đi đâu, phải hỏi xem hôm nay có ai ốm, có triệu chứng gì cô, để lấy mẫu. Chống dịch dựa vào cộng đồng, phải biết từng người dân, riêng Đông Hà cần làm ngay, phải thành lập hàng trăm hàng ngàn tổ như thế, Thứ trưởng Sơn nói. Ngoài ra, để tăng sức mạnh, năng lực y tế của Quảng Trị, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết Bộ sẽ hỗ trợ tỉnh này hết mình trong khả năng. Thời gian tới Bộ sẽ cấp thêm máy phun thuốc, hóa chất, khẩu trang N95, về máy xét nghiệm PCR thông qua Viện Potter Nha Trang, Bộ sẽ hỗ trợ để nâng khả năng xét nghiệm cho Quảng Trị lên 1.000 mẫu một ngày. Riêng về máy thở, tôi đã nghe thông tin Vingroup sẽ tặng cho Quảng Trị 15 máy, như vậy cũng tạm ổn. Ngay lúc này mình phải tận dụng sự hỗ trợ của cộng đồng, đặc biệt là doanh nghiệp, nhà tài trợ, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh.